Ở đây á, chúng ta nói về cái bệnh lý nhồi máu cơ tim thì đây là một cái tình trạng mà mình cái mà cái người bệnh họ bị hoàn toàn hoặc là một hoặc là nhiều nhánh của cái động mạch vành. Thì động mạch vành là cái động mạch cung cấp máu nuôi tim đúng không? Mà khi mà bạn bị tắc nghẽn một cái cách mà nó đột ngột như vậy đó thì tế bào tim nó đâu có được cung cấp dinh dưỡng với oxy đâu, nó sẽ làm chết tế bào cơ tim. Nên người ta gây ra cái tình trạng là nhồi máu cơ tim và chúng ta cần những cái xét nghiệm để chúng ta chuẩn đoán và theo dõi. Ở đây là cho các bạn thấy những cái xét nghiệm chúng ta thường gặp trong cái bệnh lý nhồi máu cơ tim đó. Ở đây nó sẽ tùy vào cái thời điểm mà lên cơn nhồi máu thì sẽ có sự gia tăng của những cái chất như là myoglobin, CKMB hoặc là troponin, thì giờ chúng ta sẽ coi nó là cái gì ha. Đây là những cái xét nghiệm chuẩn đoán và theo dõi, đó là creatine kinase. Cái này nhớ dùm cô nha, creatine kinase chứ cô không có nói là creatinine. Nhiều bạn tự nhiên nhầm lẫn nó với lại cái xét nghiệm trong cái bệnh lý thận của mình đó, nhầm lẫn với lại creatinine là không phải, cái này là creatine kinase. Rồi một cái AST thì enzyme này nó cũng có xuất hiện trong gan của mình nữa đúng không, nhưng mà nó cũng sẽ xuất hiện trong cái bệnh lý nhồi máu cơ tim. Bên cạnh đó có lactate dehydrogenase, myoglobin, troponin và brain natriuretic peptide gọi là BNP. Rồi chúng ta đến cái loại xét nghiệm đầu tiên là creatine kinase. Đây là một cái biến đổi phosphoreatine thành creatine, một cái chuyển hóa quan trọng trong cơ, chủ yếu là cơ tim. Thì bạn sẽ thấy cấu trúc của cái CK này nè, nó có hai tiểu đơn vị. Thì hai tiểu đơn vị đó đó là loại M, tức là đi từ muscle ấy là cơ, và B là brain là từ não. Nên khi mà bạn kết cấu nó lại với nhau đó thì nó sẽ có loại MM, loại MD và loại BD. Thì cái sự phân bố tùy vào cái vị trí thì cái loại reactin kinase nó sẽ đặc trưng ở cái chỗ đó nha. Ví dụ như ở cơ tim thì người ta thấy là có xuất hiện từ 80 đến 85%, chủ yếu là loại MM, và loại MD là từ 15 đến 20%. CKMB đặc hiệu cao cho tim. Cơ xương chủ yếu là loại MM chiếm 99% và MD là 1%. Não dạ dày ruột và bàng quang chủ yếu là loại BD. Nên trong đây ba loại này nhớ dùm cô, CKMB là loại đặc hiệu cao cho tim của mình. Rồi bạn sẽ thấy đến cái xét nghiệm AST, người ta còn gọi đó là GOT, nó có mặt ở hầu hết các mô và dồi dào ở tim và gan. Nên trong bệnh lý gan bạn cũng đọc cái loại xét nghiệm này. Thì AST nhìn chung đó, nó có giá trị chẩn đoán trên lâm sàng ban đầu đối với cái bệnh lý nhồi máu cơ tim, nhưng mà người ta sẽ sử dụng nó trong cái biểu hiện chậm kèm theo cơn đau thắt ngực ha. Lactate dehydrogenase của bạn là một cấu trúc tetramer, ở đó mình có học tetra mình đúng không? Ví dụ như bạn thấy là tetracycline là mình biết là bốn cái dòng nó kết lại với nhau, thì cái chữ tetra đó là nó có nghĩa là bốn. Thì bây giờ cái cấu trúc tetra thì chúng ta cũng sẽ có nè, có hai chuỗi polypeptide là loại H là tuần tự hớp và M là muscle. Thì ở đây có loại LD1, tức là trong bốn cái chuỗi TK này nè nó đều là loại H hết. Rồi LD2 đó là H3 và một chuỗi M. Tương tự là LD3, LD4 và LD5. Thì ý nghĩa của nó là giám sát phục hồi bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim. Rồi chúng ta sẽ coi myoglobin, nó là một protein có trọng lượng phân tử là 17.800 đan-ton, thì nó khá là nhỏ các bạn. Nên là khi có tổn thương ở tế bào cơ mà chủ yếu là cơ tim đó thì nó đủ nhỏ để nó đi vào cái hệ tuần hoàn. Rồi cái những cái tổn thương ở tế bào cơ đến từ đâu, đó là cái quá trình một cái bệnh lý nào đó như là nhồi máu cơ tim hay là bệnh nhân bị chấn thương và bị sốc, nên là myoglobin sẽ được phóng thích vào dòng tuần hoàn. Và tất nhiên cơ tim cũng có chấn thương, cũng có sốc, cũng có luôn, nên là nó không đặc hiệu cho nhồi máu cơ tim nha. Rồi chúng ta đến troponin thì các bạn lưu ý cho cô, đây là một cái phức hợp troponin có hình cầu, nó nằm trong các sợi mảnh của sợi cơ tim và tham gia vào quá trình điều hòa sự co cơ tim. Nên là người ta làm cái xét nghiệm troponin trong cái bệnh lý nhồi máu cơ tim. Thì bạn coi cái hình đầu giùm cô nè. Đây, bạn thấy không? Cái troponin, cái chỉ dấu này nó tăng rất là cao. Nên là đối với nhồi máu cơ tim là người ta hay chỉ định cái xét nghiệm này là như vậy. Tại vì rất là dễ nhận biết. Và cái mức độ tăng trưởng của nó, gọi là bạn thấy cái cầu thị của nó không? Nó cao, cái đỉnh nó đạt đích rất là lớn. Rồi, tới BND còn gọi là brain natriuretic peptide. Đây là một cái hormone peptide được tách tiết từ cái mô não và nó dự trữ chủ yếu ở cơ tim của tâm thất. Chức năng của nó là điều hòa cái thể tích dịch và áp suất máu, cân bằng điện giải và giảm cái gánh nặng cho tim. Vì vậy ý nghĩa là nó sẽ có chuẩn đoán sớm và theo dõi điều trị suy tim mạng nha. Rồi chúng ta đến bệnh lý gan mật, thì những cái bệnh gan mật các bạn thường thấy rồi, viêm gan chúng ta từng học bên dược, bên sinh lý rồi đúng không? Bộ môn sinh lý đã dạy chúng ta rất là kỹ. Bệnh lý xơ gan cũng vậy, hội chứng tắc mật, ung thư gan, đó là những cái bệnh lý trên cái gan mật mà chúng ta thường thấy. Thì bây giờ xét nghiệm như thế nào? Xét nghiệm COT hay còn gọi là AST, GBT còn gọi là ALT,
Rồi ngoài ra chúng ta còn có xét nghiệm CGT, ALP và ASD. Thì bây giờ bạn sẽ đến cái loại đầu tiên là ALP nha. Nó là alkaline phosphatase. Đây là một cái enzyme có trong tất cả các mô trong cơ thể, gồm tĩnh mạch, ở xương, ở thận, và cả ở cái nhau thai của những người phụ nữ đang mang thai. Và người ta thấy rằng cái tình trạng ALP này đang phát tăng nhiều trong vàng da của thận. Và người ta dùng cái xét nghiệm ALB kết hợp với cái xét nghiệm ALT để phân biệt vàng da thấp mật và viêm gan. Rồi, ASD thì sao? Đây là lipoprotein huyết tương, nó thuộc nhóm protein polyphenol. Nên là sẽ dùng để xét nghiệm sàng lọc những cái nhóm mà có nguy cơ ung thư gan cao. Ví dụ như những người sơ gan, những người mang cái gen mà nó có nguy cơ cao trên cái bệnh gan mật nè, những người mình rượu. Và cái nồng độ bình thường trong máu của nó là người ta thấy là bé hơn 8,5 ml, lớn hơn thì bạn thấy là một cái dấu hiệu cảnh báo cho mình. Rồi, hôm bữa chúng ta có nói á, là cái việc dùng thuốc á, nó có thể làm ức chế enzyme này, làm tăng hoạt động của enzyme khác. Thì bây giờ chúng ta một lần nữa chúng ta nhắc lại ở đây. Ví dụ như cái hệ enzyme CGT, nó có những cái thuốc làm tăng hoạt động của enzyme này và có những cái thuốc làm giảm hoạt động của enzyme, được không? Tăng với giảm loại GGT tương tự với ALT, AST, rồi ALB. Thì ở đây, lưu ý giùm cô, ví dụ như carbamazepine và heparin nè, anh này làm tăng với hoạt động của cả loại enzyme AST và loại ALT luôn nha. Rồi chúng ta đến cái phát sinh lâm sàng cho cái bệnh thận. Thì cái tình trạng suy thận tắc và suy thận mạng thì sinh lý cũng đã nhắc rồi, thì ngay các bạn điểm sơ lại giùm cô ha. Ở đây cô có để cho các bạn đọc đó. Thì đối với những cái người mà họ có những suy giảm về chức năng thận đó, thì em tầm soát như thế nào? Người ta sẽ dựa vào cái xét nghiệm là creatinine huyết tương, được không? Một cái giá trị nữa là độ thanh lọc creatinine. Cái độ thanh lọc creatinine là hôm bữa có nói với bạn đó, là bệnh nhân sẽ thu góp nước tiểu từ 8 đến 24 giờ và sau đó là người ta định lượng cái lượng creatinine trong cái nước tiểu như vậy. Thì cái công việc đó thường nó rất là khó làm, khó trong thực tế, nên là người ta sẽ dùng cái chỉ số creatinine huyết tương này nè. Sau đó người ta dùng cái công thức Copper-Gold để người ta ước tính ra cái độ thanh lọc creatinine. Chứ cái độ thanh lọc creatinine này mà tính toán thực tế là phải gom nước tiểu thế này thế kia, bạn không có nổi. Bệnh viện bao nhiêu người đúng không? Ngày giải quyết bao nhiêu ca, làm sao mà gom nước tiểu cho được. Rồi, ure huyết và axit uric cũng là hai cái xét nghiệm mà chúng ta lưu ý trong cái bệnh lý về thận. Chúng ta đến creatinine huyết thanh. Thì đây là một cái sản phẩm thoái hóa của cơ và creatinine được đào thải chủ yếu qua nước tiểu và được tái hấp thu rất ít, coi như là không đáng kể. Và cái chỉ số này tốt hơn so với ure huyết. Nhưng mà các bạn lưu ý cùng cô một cái tình trạng như thế này. Cái creatinine này là sản phẩm thoái hóa của cơ. Nên các bạn thấy ví dụ như là trong cái công thức mà chúng ta hiệu chỉnh đó, từ cái lượng creatinine huyết thanh này nè, chúng ta tính toán ra cái độ thông thải creatinine. Thì bạn thấy là chúng ta có hệ số điều chỉnh cho người nam với người nữ. Người nam tại sao cái thể tích cơ của họ rất là nhiều, người nữ thì bé hơn cơ của nữ, sao mà so với nam được. Nên đó là lý do tại sao trong công thức Copper-Gold đó, bạn có hệ số điều chỉnh cho nam với nữ. Chúng ta đến lượng ure huyết. Thì đây là cái sản phẩm thoái hóa chính của protein và được tạo thành ở gan, thải trừ qua nước tiểu. Và tất nhiên thoái hóa chính của protein nên ngày đó cái chế độ ăn của bạn như thế nào, cô biết được. Có nhiều bạn ăn protein, nhiều bạn ăn chay rồi sao, nên cái tỷ lệ protein huyết nó có thể do trước thận, tại thận và sau thận, tức là nó không có đặc trưng cho thận, thì ảnh hưởng bởi nhiều cái chế độ ăn hoặc là nhiều cái về đặc điểm sinh lý của người đó. Nên là cái giá trị ure huyết này chỉ là một cái giá trị tham khảo, nhưng nó không có đủ lượng tin cậy so với creatinine huyết thanh. Còn creatinine mà độ thanh thải của creatinine thì nó lại có giá trị tốt hơn cả hai cái giá trị này. Nên trong những cái xét nghiệm các bạn phải biết hết tất cả, nhưng mà bạn phải biết đâu là một cái chỉ dấu mà nó có ý nghĩa quan trọng, đúng không? Rồi cái này thì hôm bữa chúng ta đã biết rồi ha. Chúng ta phân loại mức độ suy thận theo creatinine trên huyết thanh và cái độ thanh thải creatinine. Thì nhìn giùm cô nè, cái độ creatinine trên cái mẫu huyết tương của bạn đó, huyết thanh của bạn đó, thì nó càng lớn cho thấy cái mức độ suy thận của bạn càng cao, nhưng cái độ thanh thải creatinine nè nó càng thấp, có nghĩa là tôi thải không có nổi, nên là cái độ suy thận ở đây nó càng cao. Nên hai con số này nè, cái này là càng lớn càng nguy hiểm, còn con số này càng bé càng nguy hiểm. Nên là học bài phải để ý nha, và hy vọng là lớp này sau này có học với cô nữa thì không có bị nhầm lẫn hai cái giá trị này. Tại hôm rồi cô có cho mấy anh chị thi thực tập dược lâm sàng đó, cô hỏi mấy anh chị là ủa phân biệt được hai cái này không, mấy anh chị trả lời nó là một, không biết học sao á, chị quên hết trơn. Nên là mình học ở đây thì mình nhớ cho chị nha, để sau này lỡ gặp cô hỏi lại câu đó đó thì biết đâu trúng tủ, đúng không? Trúng tủ rồi biết đâu lấy được điểm 10 rồi sao. Rồi chúng ta đi tiếp. Đây là cái công thức hôm bữa cũng đã để cho mấy bạn rồi, nhớ giùm cô.
là cái độ reactive, độ thanh thải reactive của nữ bằng của người nam nhân cho số lượng chất từ axit uric đó, nó là sẽ thành nó miligam trên decilit. Thì cái tinh thể axit uric đó lúc này nó lắng động tại sụn, tại khớp, tại thận, nó gây ra bệnh gút. Mà điển hình mà các bạn sẽ thấy người ta chọc dò cái dịch khớp đó, người ta chọc, người ta soi trong trọng đó, người ta thấy những cái tinh thể gút này, cái tinh thể của axit uric đó. Thường mấy bạn nghe mấy cái từ như là hạt tô tiêu á, đó lại trong đó là những cái tinh thể axit uric thì nó lắng động ở chỗ đó. Rồi chúng ta đến protein huyết tương. Thì protein huyết tương nó có vai trò sinh lý như thế nào? Bạn sẽ thấy là nó điều hòa được áp lực thẩm thấu, đúng không? Bạn cứ ngồi nghĩ tại sao tự nhiên tôi uống cái nó vô thì tự nhiên trong cơ thể của tôi á, cái áp lực máu thẩm thấu, cái áp lực thẩm thấu trong cái dịch của tôi lúc nào nó cũng cân bằng vậy. Vậy thì nó phải có cái vai trò là protein á, nó có vai trò nó điều hòa cái áp lực thẩm thấu này. Chứ không thôi không lẽ mình cái cơ thể của mình á, lúc thì nó cái nồng độ nó quá thấp, lúc thì cái nồng độ nó quá cao, nó đâu có đủ cho cái hoạt động sinh lý của mình đâu. Nên phải có một cái áp lực thẩm thấu nhất định, đúng không? Rồi vận chuyển của các hormone, ion kim loại, bilirubin, axit béo, vitamin, thuốc. Hôm bữa chúng ta cũng biết rồi, thuốc tồn tại ở hai dạng là dạng tự do có hoạt tính, còn dạng còn lại là nó liên kết với protein huyết tương. Thì trong cái chuyện liên kết như vậy đó bạn, thì đây phải có protein huyết tương thì mới liên kết được, còn không thì lấy gì đâu mà liên kết được, đúng không nào? Rồi bạn nào mới vô vậy, rồi không có gì thì đi tiếp đó. Thì các bạn lưu ý những cái protein này nè, tất cả các protein huyết tương đó đều do một cái cơ quan sản xuất, đó là gan, ngoại trừ immunoglobulin là từ tủy xương. Rồi chúng ta đi tiếp về cái dạng albumin. Thì bạn thấy đấy, albumin là một protein huyết tương phổ biến, nó là yếu tố chính nó gây ra cái áp suất thẩm thấu đường của máu. Rồi globulin thì người ta có phân loại có 5 loại immunoglobulin, phải không? Thì thường những cái rào cản đối với cái miễn dịch gây ra cái bệnh xâm nhập của cái màng dày là loại IgA nè. Còn cái loại IgE của mình đó là immunoglobulin, nó liên quan đến phản dị ứng đó. Rồi fibrinogen được biến thành fibrin và enzyme liên kết với máu trong quá trình cầm máu đó, hoặc là protein phản ứng C. Thì đây là những cái giá trị protein thì các bạn tham khảo thêm ha. Thì cái đó là cái phần cô trả lời cho buổi năm nha. Giờ các bạn lấy cho cô ra những cái đối tượng nhạy cảm trong cái việc sử dụng thuốc của mình, là cái slide cuối cùng ha các bạn. Đây slide này. Rồi các bạn đi tiếp cùng cô ha. Một slide nữa. Rồi chúng ta sẽ sử dụng thuốc trên các đối tượng đặc biệt. Thì ở đây chúng ta sẽ học về khác biệt trên dược động học và dược lực học ở những cái đối tượng này. Thì những cái đối tượng mà chúng ta nhắm đến là ai? Là phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú ở trẻ em và người cao tuổi. Bây giờ chúng ta đến đầu tiên là phụ nữ có thai. Thì có một cái câu hỏi nó đặt ra như thế này. Các bạn thấy là người phụ nữ họ uống thuốc thì tại sao có những cái thuốc mà nó gây ảnh hưởng đến thai nhi mà có những thuốc nó lại không? Nên bây giờ chúng ta sẽ coi cái quá trình mà người phụ nữ họ truyền được cái thuốc đó, nó đi được qua nhau thai á, nó đến được cái đứa trẻ, thì có những cái tác động nào đó trên thuốc nó ảnh hưởng lên đứa trẻ này, tức là trong cái bào thai. Nên đó là lý do tại sao mà người ta mới lưu ý về cái đối tượng phụ nữ có thai, tại vì người ta không có muốn cái chuyện là người mẹ dùng thuốc nhưng người chịu tác dụng lại tác dụng phụ lại lên đứa trẻ. Thì ở đây là một số thuốc nó gây quái thai khi dùng cho phụ nữ mang thai, ví dụ như là pancreas acid nè, vân vân vân. Bạn sẽ thấy gì? Isotretinoin. Thì đây là cái này có hai giờ lâu thì nó tan được trong dầu, nó là dẫn chất của vitamin E. Nên là thường cái liệu trình dùng thuốc này nó cũng lâu, nhưng mà uống vô đẹp lắm. Uống vô là mụn, rồi những cái vấn đề về tiền nám, rồi những cái vấn đề gọi là da nó không có được tốt các bạn, thì nó đều cải thiện rất là nhiều. Ngay cả những cái vết sẹo, tức là những cái mờ, những cái phần nám, phần đốm gì đó, cả mụn chúng ta luôn, nó đều cải thiện rất là nhiều.
Nên là đây là một trong những cái thuốc mà cái đối tượng nữ giới sử dụng nhiều. Tuy nhiên, bác sĩ thường hay hỏi ra một cái câu là người đi khám bệnh là đang có trong thời kỳ muốn có con hay không, có dự định có con hay không. Tại vì cái thuốc này nó uống cái thời gian sử dụng nó lâu và không phải bạn muốn dừng là dừng được. Bạn phải dừng thì bạn phải có một cái thời gian nó giảm liều, nó giảm từ từ. Nên đó, nên là khi mà uống cái phần này nó phải cân nhắc và chúng ta phải lưu ý về cái thời gian mà thuốc tồn động trong cơ thể. Nó không thôi thì nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình mà lúc mà mang thai. Rồi, ở đây chúng ta coi về cái khả năng tiết tán của thuốc qua rau thai nó phụ thuộc vào gì. Đầu tiên là tính tan trong ly biếc, hai là về mức độ ion hóa, ba là về phân tử lượng. Phân tử lượng càng nhỏ thì vô càng dễ, được không? Lớn hơn trên ngàn đan tổng thì rất là tỷ lệ liên kết với protein của thuốc và trên lệch tổng độ của thuốc giữa máu mẹ và thai nhi. Rồi, các giai đoạn của thai kỳ thì chia ra dùng cô làm 3 giai đoạn nha, tức là 38 tuần đó. Chia ra làm thời kỳ tiền phôi, thời kỳ phôi và thời kỳ thai. Đối với thời kỳ tiền phôi á, là từ ngày 0 đến ngày 17 có một cái quy luật là tất cả không có gì, có nghĩa là mất tất cả luôn, có nghĩa là lúc này sẽ bị sảy thai. Còn nếu như mà vượt qua được cái giai đoạn này nè thì thai nhi phát triển bình thường, không có bị ảnh hưởng gì nhiều hết. Nên là đây là thời kỳ tiền phôi, nó hơi đặc biệt. Thời kỳ phôi thì nó độ nhạy cảm của thai nhi á, với độc tính là lớn nhất. Tuy nhiên cái thời kỳ cái chỗ này nè, tùy vào cái vị trí mà lúc đó cái cơ quan nó đang phát triển, thì có những cái tuần á nó tập trung, nó phân hóa về những cái cơ quan trên não, có những tuần là về chi, có những tuần mà hoàn thiện về chức năng gan thận. Thì tùy là cái thuốc của em nó có tác dụng phụ luôn cái giai đoạn nào của cái tuần thai của tháng thì nó sẽ có sự ảnh hưởng. Rồi đến thời kỳ thai là tuần từ 8 đến 9 kéo dài tới sinh đó. Rồi đây chu kỳ của thai, thời kỳ phôi của mình bé hơn 17 ngày thì sẽ thai không bị ảnh hưởng. Sau trong cái sinh nghi của mình tùy theo hệ cơ quan thì có cái tuần nhạy cảm cao và những cái tuần khác thì ít nhạy cảm hơn. Rồi chúng ta sẽ đến về chiều tổng học của cái đối tượng phụ nữ có thai. Rồi các bạn coi về cái phụ nữ có thai đó, thì dù động học của họ đầu tiên, đây là cái đường tiêu hóa đúng không, thì họ tăng khối mỡ đúng không, cái giai đoạn đó tối ngày ốm ngén rồi nôn rồi lên luôn, giảm tốc độ làm trống dạ dày, tức là ăn vô mà bụng nó không có tiêu gì hết đó. Nó cứ lình bình rất là khó chịu, giảm về nhu động ruột nên là cũng không có tiêu hóa được nhiều thức ăn. Nên nhìn chung trong quá trình hấp thu của họ là giảm, nên là bạn thấy giai đoạn đó lúc nào cũng kêu họ ăn đồ bổ nhiều đúng không, tại vì giờ ăn vô hấp thu ít nên là thành thử là phải ăn nhiều xuống. Rồi chúng ta tăng về cái thể tích phân bố và giảm cái lượng albumin trong huyết tương, nó dẫn đến cái nồng độ của thuốc đó có thể tăng hoặc có thể giảm tùy thuộc của thuốc. Cảm ứng trên cái hệ saturation B450 á, nó làm tăng cái chuyển hóa, cái lưu lượng máu qua thận nó tăng, dẫn đến thải trừ nó tăng. Thì đây là nhìn chung về dược động học, tức là quá trình hấp thu phân bố chuyển hóa và thải trừ. Thì ở đây cụ thể là như thế này, đó là về hấp thu, các bạn đọc cho cô nha. Về phân bố đấy cô cũng có để cho mọi người rồi cụ thể. Rồi chuyển hóa lưu ý dùng cô khó dự đoán, tại nãy sao có nói rồi, cái hoạt động của hệ enzyme nó phức tạp quá ha. Khi mà ship 3A4 lúc là chuyển hóa qua ship 1A2 rồi ship 2C19, thì chúng ta biết là cái hệ cytochrome B450 của mình nó chia ra họ, phân họ rồi lì gen chuyên biệt nhiều cái đó. Nên có những cái thuốc nó chuyển qua cái chất nền này nhưng mà có thuốc thì nó lại đi qua cái hệ cytochrome khác, nên là nó lộn xộn lung tung beng lên chỗ này hết luôn. Nên cuối cùng lại trong cái phần chuyển hóa là khó dự đoán, và đối với từng thuốc bạn phải coi về cái chuyên luận riêng, đúng không? Rồi bạn nào bận đi tiêm gì đó thì các bạn cứ nghỉ sớm đi, cô không có điểm danh gì nữa nha, không cần phải xưng cô nữa. Rồi chúng ta đi tiếp nha. Bài xuất thuốc là vài tuần đầu cái tốc độ lọc cầu thận nó tăng khoảng 50%, rồi tiếp tục tăng đến sau sinh. Và những cái thuốc mà nó thải trừ qua thận không biết đổi á, nó tăng ví dụ như là lithium hoặc là decalactam. Đây là những cái thuốc ở phụ nữ có thai, các bạn lưu ý tìm cô về cái tác dụng nó có thể có và cái phần ghi chú như là cái phần theo dõi khi mà lỡ thì mình nhân dùng cái thuốc này thì chúng ta phải làm gì. Rồi thì bây giờ nãy giờ nói là phụ nữ có thai sử dụng thuốc nó khá là nguy hiểm như vậy đó, thì bây giờ chúng ta làm sao? Chúng ta có một cái phân loại thuốc trên thai kỳ từ FDA. Thì ở đây cô đang dùng bản phân loại của FDA Hoa Kỳ nha. Còn ví dụ như mà bạn nào theo tiêu chuẩn của Úc ấy, thì có thể là phân loại sẽ hơi khác một xíu. Theo có 5 cấp độ là các nghiên cứu có kiểm soát cho thấy là không có nguy cơ. Loại B là không có bằng chứng về nguy cơ trên người. Loại C là không có nguy cơ cho bào thai nha. Rồi các bạn cũng sẽ có loại D và loại E. Thì thường trong năm cái mức độ này nè thì người ta cân nhắc là ưu tiên cho bệnh nhân sử dụng ở loại A. Tuy nhiên đối với loại B, C, D và X thì ví dụ như loại B, C thì bạn cứ cân nhắc cái mức độ gọi là lợi ích và nguy cơ.
mức độ lợi ích và mấy độ nguy cơ để bạn lựa chọn là có quyết định dùng thuốc hay không. Còn đối với loại D để ít thì chắc chắn là trong quy định cho phụ nữ có thai. Rồi, thì ở đây chúng ta nhắc về cái nguyên tắc cơ bản đối với độc tính của thuốc đối với sinh sản. Có nghĩa là anh thấy là thuốc đó, thường đối với phụ nữ có thai chúng ta phải dùng với cái liều cụ thể. Tại vì bạn biết là thuốc nào nó cũng có một cái ngưỡng trị liệu là từ cái khoảng MTC tới MIC. Nên là chúng ta dùng cái liều không có cụ thể nó vượt qua cái ngoài cái ngưỡng MTC thì có thể gây độc cho người bệnh. Cái tính nhạy cảm tùy theo đặc điểm di truyền của loài, tức là sao? Là bạn không có thể nào bạn ngoại suy cái kết quả nghiên cứu trên cái động vật để bạn chuyển cái kết quả đó cho trên người. Tại vì khi mà có những cái thuốc á, nhiều khi là họ nói là về cái vấn đề thuốc mà nó không sát sao á. Các bạn coi về cái tính nhạy cảm tùy thuộc theo đặc điểm di truyền của loài, cái thời điểm sử dụng thuốc trong thai kỳ thì nãy như đã đề cập với các bạn đó, có những cái thuốc mà ví dụ như chúng ta rơi vào cái giai đoạn là giai đoạn đầu, tức là trong cái ba cái chương trình của ba giai đoạn phát triển của thai kỳ đó, ở giai đoạn đầu thì nguyên tắc là mất tất cả hoặc không, đúng không? Thì cái ảnh hưởng cơ thể nó khác, nhưng mà bạn rơi vào cái giai đoạn cuối thì nó lại khác nữa, còn ở giữa thì nó có thể là cái độ nhạy cảm nó cao hơn, nên là tùy thuộc của cái chuyện là bạn sử dụng thuốc đó vào cái giai đoạn nào. Và các bạn cũng phải lưu ý là không phải dừng thuốc là nó hết, mà thuốc chúng ta biết rồi nó còn cái khoảng thời gian nó tồn động trong cơ thể, tức là tối thiểu là 7 lần thời gian bán tải. Nên là nếu như cái khoảng thời gian đó mà nó trùng lấp, gọi là nó over trên cái khoảng mà bệnh nhân đang mang thai đó, thì hoàn toàn nó vẫn có thể ảnh hưởng cho bệnh nhân. Nên đó là lý do tại sao mà có nhiều bạn nói là ừ tháng trước em mới dùng isotretinoin, giờ em dừng rồi, tháng này em có thai thì được không? Thì thật ra là cái nguy cơ nguy hiểm của bạn sẽ rất là cao. Tại vì khi mà bạn dừng hẳn rồi nhưng mà thuốc nó vẫn còn nằm trong cơ thể của bạn, nó chưa có đào thải hết ha. Rồi ta coi về cơ chế tác dụng và độc tính đối với sinh sản thì nó tùy thuộc theo cái loại thuốc. Có những cái loại thuốc giống như về tăng huyết áp các bạn, vẫn có những cái loại thuốc chúng ta sử dụng được trên phụ nữ có thai, nhưng mà có những loại thuốc mà chúng ta chống chỉ định tuyệt đối. Rồi vậy khi kê đơn ở phụ nữ có thai lưu ý cái gì? Ta cân nhắc về khả năng mang thai, nên là thường thường đi vô người ta cứ hỏi là tình trạng lập gia đình chưa, rồi có chồng có con gì chưa, đúng không? Hoặc là bao nhiêu tuổi gì gì đó, không phải là người ta tò mò về đời sống cá nhân gì của mình đâu. Có nhiều bạn tự nhiên cái vấn đề đó hỏi là em có chồng chưa, em có con chưa, cái ngại nó không trả lời bác sĩ. Không phải là bác sĩ tò mò gì đâu, mà người ta đang cân nhắc về cái khả năng mang thai nó có thể ảnh hưởng đến cái việc dùng thuốc. Rồi, thuốc đã có kinh nghiệm sử dụng lâu dài thì tại vì như cô nói với các bạn đó là nghiên cứu trên phụ nữ có thai là hầu như nó rất là ít, tại vì chúng ta đâu có tuyển được người tình nguyện đâu bạn. Nên đa số những cái dữ liệu mà bạn thu thập á là chủ yếu là cái quá trình ADR, tức là tổng hợp báo cáo của những cái trường hợp trước. Thì như vậy đó, người ta ưu tiên người ta sử dụng những cái thuốc mà nó đã có một cái bề dày lịch sử sử dụng lâu dài rồi, thì cái sự an toàn cho bệnh nhân nó sẽ cao hơn. Thuốc lựa chọn thuốc an toàn cho phụ nữ có thai, áp dụng đơn trị liệu khi có thể và dùng liệu pháp nhất có hiệu quả. Và chúng ta nên điều trị bằng những cái biện pháp nào đó, nếu như nó không dùng thuốc được mà vẫn có hiệu quả thì ưu tiên là loại không dùng thuốc, thế thôi. Chúng ta đến cái đối tượng là phụ nữ cho con bú. Thì ở đây các bạn nhắc lại với các bạn một xíu về vai trò của sữa mẹ. Thì hồi đó không biết là các bạn nào có coi kiểu như là coi tivi á, cái lúc nào nó cũng có cái câu như thế này: sữa mẹ là tốt nhất cho cái gì, sự phát triển của trí não của trẻ nhỏ, vân vân, kiểu như là không có sự công thức nào thay thế được cho sữa mẹ. Vậy bây giờ thực tế nó có như vậy không? Thì các bạn sẽ thấy cái vấn đề nó nằm ở đây. Tại vì với đứa trẻ nó dinh dưỡng nó được cung cấp qua sữa mẹ, tại vì bú sữa đúng không thì mới có dinh dưỡng. Thì ngoài cái vai trò dinh dưỡng như là carbohydrate, protein, lipid, rồi những cái acid amin khoáng chất gì đó, còn có sức miễn dịch, phát triển về trí não và các chất khác. Và với người mẹ thì sữa mẹ nó cũng đóng vai trò là trở lại tốt chén cũng và giảm cái nguy cơ ung thư vú cũng như là cũng cung. Nên là cái vai trò của sữa mẹ nó có gọi là đem lại lợi ích cho cả người mẹ và đứa trẻ. Thì tại sao lại nói cái chuyện là tự nhiên cho đứa trẻ này uống sữa thì người mẹ lại trở lại tốt chén cũ, hoặc là người mẹ có thể đưa về cái cân nặng bình thường? Tại vì các bạn thấy như thế này, trong cái khoảng thời gian mà chúng ta có thai rồi sau đó là chúng ta sinh con, chúng ta đã ăn quá nhiều đồ bổ rồi đó, cơ thể mình tích trữ quá nhiều thứ, mà bây giờ cái chất dinh dưỡng á thì nó phải qua sữa nó tới đứa con, mà giờ không cho con uống lại thì sữa nó dinh dưỡng nó nằm đâu, nó nằm trong người của người mẹ đó, nên là người mẹ cứ tăng cân không có kiểm soát được, là một phần là như vậy. Thì hồi xưa lúc mà bạn thấy là lúc đó cái điều kiện y tế của chúng ta nó cũng không có tốt gì lắm, thì cái chuyện sinh con người ta nghĩ là chuyện riêng của người phụ nữ thôi. Cứ sinh con về thì cho con bú, thì người ta cũng không có hướng dẫn gì hết. Nhưng mà bây giờ bạn thấy là nhiều cái bệnh viện, khi mà người phụ nữ đến, nhất là những cái gói mà bây giờ có những cái gói mà chăm sóc sức khỏe trọn gói cho phụ nữ mang thai và sinh con đó. Thì bạn thấy là khi mà sinh con không là điều dưỡng còn cả hướng dẫn cho người mẹ mà.
như thế nào cho con uống sữa trong cái giai đoạn nào, cái tư thế nó làm sao, hoặc là cái thời gian uống bao nhiêu là hợp lý. Thì bây giờ là có cái sự hỗ trợ, tức là về cái mạng y tế là đã hỗ trợ cho cái đối tượng người phụ nữ rất là nhiều. Thì các bạn thấy là hồi xưa có một cái câu chuyện thầy cô cứ kể cô mà cô nhớ tới giờ. Ví dụ như người mẹ hồi đó, con gái là sợ mất dáng đúng không? Cái hồi đó có một cái suy nghĩ như thế này nè, giờ cho đứa trẻ bú sữa mà bú một bên hoài thì mai mốt biết đâu tự nhiên mình mất cân bằng, tự nhiên một bên thì nó không có, nó gọi là hai bên đó, nó không có đồng đều với nhau đúng không? Cái người mẹ cứ cho con bú một xíu, mới có một tí à, cái là chuyển qua bên kia, cứ trái phải chuyển hoài như vậy. Thì tự nhiên một cái khoảng thời gian sau, người mẹ thì cảm thấy là ủa sao mình mập hoài, mình không có giảm được, mà cái đứa trẻ này á thì nó lại suy dinh dưỡng, trong khi cô cho con bú rất là nhiều, hoàn toàn bằng sữa mẹ mà. Vậy không lẽ là sữa mẹ của tôi nó có vấn đề, nó không có cung cấp đủ dinh dưỡng? Nhưng mà cái vấn đề nó nằm ở đây, tại vì chúng ta đã cho con bú không đúng theo một cái gọi là chúng ta đã có một quy trình cho con bú không có đúng. Tại vì cái giai đoạn đầu á, khi mà sữa nó tiết ra thì cái phút đầu á là nó chỉ có tiết dịch và nước thôi, thành phần trong đó nó không có chất dinh dưỡng nhiều. Thì sau đó là cái đứa trẻ nó phải tiếp tục được bú nữa thì nó mới lấy được cái chất dinh dưỡng. Còn bạn bây giờ cứ cho con bú có một đêm rồi xong rồi đổi qua đổi lại thì nó chưa mới hết cái phần nước thôi, phần dịch lỏng của nó nhiều, chưa có chất dinh dưỡng, lại đổ qua bên kia mất tiêu. Nên bây giờ cho con bú cứ qua lại như vậy thì chất dinh dưỡng nó vẫn còn nằm trên người mẹ hết. Trong khi đứa trẻ thì nó lại bị suy dinh dưỡng đúng không? Còn người mẹ thì cứ ăn bao nhiêu, cứ thấy là con ốm yếu quá cái là ăn nữa, cuối cùng nó rất là mập lên. Gọi là chúng ta thừa cân rồi, chúng ta dư cái hàm lượng dinh dưỡng dữ lắm, nhưng mà con lại không có. Thì đó, một trong những cái sai lầm, nhiều khi chúng ta có những cái suy nghĩ mà chúng ta nghĩ nó đúng nhưng mà thực tế nó lại không đúng. Thì đó cũng chỉ là một cái đơn cử, khi mà chúng ta một cái sự hướng dẫn nho nhỏ nó có thể thay thế được, gọi là nó thay đổi được nhiều cái vấn đề trong cái việc dùng thuốc và chăm sóc trẻ nhỏ. Bạn coi những cái thuốc nó chống chỉ định dùng cho phụ nữ trong thời kỳ cho con bú ha, thì tại sao phải chống chỉ định? Tại vì những cái thuốc này nó không chỉ nhiều cái vấn đề là đối với cái đứa trẻ nó uống sữa, nó uống một cách thụ động, thuốc này nó truyền qua được sữa mẹ, sau đó là nó truyền luôn cho đứa trẻ đâu có bệnh đâu, tự nhiên phải uống romodiptin, phải uống là amiodarone hoặc là uống capimazone hay là cyclosporine đúng không? Thì mấy cái thuốc này nó sẽ gây ảnh hưởng đến đứa trẻ. Rồi, yếu tố nó ảnh hưởng đến cái lượng thuốc qua sữa mẹ là gì? Đầu tiên là thuốc dùng ở người mẹ dùng thuốc gì, nó có qua được sữa hay không, cái tính chất của thuốc nó như thế nào, cái liều dùng với cái đường dùng. Ngoài ra nó liên quan đến cái chuyện bài tiết sữa nữa. Tại vì bây giờ uống cái thuốc đó vô mà ví dụ như cái lượng sữa nó bài tiết nó giảm hẳn thì cuối cùng đứa trẻ nó cũng đâu có uống được sữa nhiều. Thì ở đây nó liên quan đến lượng sữa sản xuất, tức là nó bị ảnh hưởng bởi thức ăn và thuốc dùng kèm. Ngoài ra còn có lượng sữa mà thực tế trẻ bú. Ở đây những cái có ảnh hưởng đến lượng thuốc qua sữa mẹ, người ta đưa ra một cái giá trị, đó là tỷ lệ thuốc giữa sữa so với huyết tương, tức là người ta lấy cái tỷ lệ thuốc nằm trong sữa đó với tỷ lệ thuốc trong huyết tương đó, người ta chia cho nhau trong cái từ tỷ lệ có nghĩa là cái tính chia đúng không? Thì giờ nó bé hơn một có nghĩa là thuốc lúc này nè nó liên kết chủ yếu là trong cái rồ tiêm huyết tương, còn cái tỷ lệ giữa cái phần sữa trên phần huyết tương nó lớn hơn một thì chúng ta biết rồi, cái công thức giữa tử chia cho mẫu đó, thì tử mà lớn hơn một có nghĩa là cái tử nó lớn hơn, tức là lúc này sữa nó sẽ nằm chứa cái tỷ lệ lượng thuốc nhiều hơn, thì lúc này thuốc nó vận chuyển tích cực. Rồi ngoài ra có tính tan trong lipid, phân tử lượng nhỏ và liên kết kém với protein huyết tương. Ngoài ra còn có tính bây giờ yếu, tại vì sao? Tại vì pH sữa nó bé hơn pH của huyết tương. Rồi tóm lại cái chỉ số đánh giá thuốc khi sử dụng ở phụ nữ có thai, là người phụ nữ cho con bú đó, là người ta quan tâm tới tỷ lệ nồng độ thuốc ở sữa trên huyết tương và lượng thuốc có trong sữa và cái mức độ liều tương đối. Thì ở đây chúng ta coi về cái thể tích mà trẻ bú mẹ mỗi ngày đó, là nó trung bình khoảng 0.15 lít trên ký. Và nếu như cái nồng độ thuốc trong sữa mẹ người ta đo được là 50 microgram trên lít, thì sau mỗi ngày bú mẹ như vậy, đứa trẻ tự nhiên nó bị hưởng một cái lượng thụ động là 50 × 0.15, là 7,5 microgram trên ký rồi, đúng không? Rồi có một cái con số nữa, một cái khái niệm cũng như là liều tương đối, tức là cái tỷ lệ thuốc so với liều của mẹ mà cái đứa trẻ này nè, nó thụ động. Ví dụ như người mẹ này dùng thuốc hàng ngày là 150mg trên 50kg, đúng không? Thì ta tính ra cái khoản liều của người mẹ là mỗi ký như vậy đó, nó có 150.000 microgram chia cho 50kg, thì lấy hai tỷ lệ này chia nhau khoảng được cái tỷ lệ phần trăm. Người ta tính ra như vậy để làm gì? Thì bạn sẽ thấy đây, ví dụ như thuốc Atenolol có tỷ lệ nồng độ sữa trên huyết tương là 3, và cái liều tương đối là 8-19. Thì hai cái chỉ số này người ta dùng để người ta đánh giá cái lượng thuốc mà nó vào được cơ thể của đứa trẻ khi mà dùng thụ động. Thì ở đây
Bây giờ để giảm được cái độc tính đó, thì hầu hết những cái thuốc sử dụng cho bà mẹ đó thì người ta sẽ dùng cái tỷ lệ thuốc mà có nó qua được cái sữa đó là dưới 10%. Ví dụ như nhìn cái bảng trên đây, không thấy không? Ví dụ như là Sotalon hoặc là Ioplin nó tới 49% cao lắm, thì đâu có ai, tức là khi mà uống cái này á, cái liều tương đối mà đứa trẻ nó phải dùng rất là nguy hiểm, được không? Rồi, trường hợp có nguy cơ cao thì ở đây chất chuyển hóa của thuốc vẫn còn hạn tính, và các thuốc có tên 1/2 dài, đặc biệt là trẻ nhỏ dưới 2 tháng tuổi và trẻ sơ sinh thiếu khoáng. Rồi, những cái tác dụng không mong muốn ở đây là gì? Ghi nhận được là buồn ngủ, đi ngoài phân lỏng do mẹ dùng kháng sinh và kích thích do mẹ dùng kháng histamine. Rồi, chúng ta nói về cái việc tiết sữa được điều hòa bằng prolactin. Thì ở đây có những cái thuốc có tác động lên cái hormone điều hòa này, nó làm tăng tiết sữa, và có những thuốc làm giảm tiết sữa. Thì cái này các bạn nhớ học bài để đánh trắc nghiệm nha. Tóm lại, đối với phụ nữ cho con bú, thì cái chuyện ngộ độc ở trẻ sơ sinh đó, nếu thuốc vào sữa với cái lượng mà nó có thể đạt được tác dụng, nên là người ta phải hạn chế những thuốc không sử dụng khi cho con bú, nó được đề cập ở đây. Nguyên tắc sử dụng thì vẫn vậy thôi, hạn chế sử dụng, chọn thuốc an toàn, tránh thuốc dùng liều cao. Và khi mà chúng ta có thể đưa ra cái biện pháp là dùng sữa thay thế, các bạn có nghe mấy cái sữa giống như là của Abbott đấy, các bạn nghe Pediasure rồi Similac gì đúng không, sữa công thức, thì lúc này sẽ trẻ có thể là được dùng khi mà người mẹ có một cái vấn đề nào đó không cho con bú được. Thì người ta hỏi là bao lâu thì người mẹ nếu như mà dùng thuốc đó có thể cho con bú lại, thì người ta có thể lấy cái khoảng là 4 lần trên 1/2. Rồi, chúng ta đến cái đối tượng là trẻ em rồi. Ok, trước khi vào cái đối tượng trẻ em này, rồi thôi cô nói luôn đi rồi cô cho lớp nghỉ ha, tại cô sợ không kịp bài. Đối với trẻ em thì các bạn coi cái lớp tuổi trong nhi khoa giúp cô. Người ta chia ra theo những cái lớp tuổi sau đây là sơ sinh thiếu khoáng là khi chưa đầy 3 tháng tuần thai đó. Nó chia thành 6 lớp tuổi. Rồi, thì bây giờ những cái lớp tuổi này nè, cái sự phát triển của trẻ đó là có những cái cơ quan này nó không hoàn chỉnh. Đó là tim mạch, về hệ thống điều hòa thân nhiệt và hệ thần kinh trung ương. Và cái mức độ hoàn chỉnh của cơ quan của trẻ đó là thông thường nó sẽ hoàn chỉnh về hệ tim mạch trước, rồi sau đó mới về cái hệ thống điều hòa thân nhiệt, và cuối cùng là hoàn chỉnh trên cái hệ thần kinh trung ương. Các bạn có để ý không? Ở đó có coi phim không? Người ta cứ ngồi người ta kêu là đầu tiên đi khám thai, khám gì? Có phải là coi là có tim thai không? Rồi, mấy đứa trẻ mà mình về mình coi con cháu nhà mình đó, dưới 1 tuổi tự nhiên sốt hoài. Bữa nào nó buồn nó cũng sốt, bữa nào nó vui nó chơi dữ quá nó cũng sốt, rồi bữa nào thời tiết có bất thường gì đó nó cũng sốt. Trong khi mình cả năm trời mình đi chơi đủ thứ nắng ngon mà mình không có sốt gì hết. Vậy vấn đề nó là gì? Do cái hệ thống điều hòa thân nhiệt của mình ổn định rồi. Còn đứa trẻ đến khi 1 tuổi nó mới bắt đầu nó mới ổn định. Rồi cái hệ thần kinh trung ương là rơi vào khoảng 8 tuổi. Nên là đứa trẻ khoảng 6 7 tuổi, 8 tuổi gì đó nó bắt đầu nó mới đi học, đúng không? Học được văn hóa. Đó, nên là người ta dựa trên cái những cái này để người ta đưa ra những cái ứng dụng trong cuộc sống. Rồi chúng ta đến cái phần ADMA, tức là cô đang nói về dược động học của một thuốc. Thì cái phần lượng thu đó thì lưu ý dùng cô có sự thay đổi so với cái người trưởng thành. Đó là về axit dịch vị, pH dạ dày nó cao. Rồi tốc độ làm rỗng dạ dày nó chậm hơn người lớn, cái nhu động ruột nó mạnh hơn ở trẻ lớn ha, nó dẫn đến cái chuyện là giảm hấp thu một vài thuốc. Cái thời gian thuốc lưu tại dạ dày nó cũng lâu hơn. Rồi cái hệ enzyme về cũng như axit mật đó nó chưa có hoàn chỉnh, nên là nó đâu tiêu hóa được nhiều thức ăn đâu em. Nên là bạn thấy là mấy đứa trẻ ăn sao? Nó toàn là nó uống sữa nè, hoặc là nó ăn bột, hoặc là những cái thứ dễ tiêu là như vậy. Cái niêm mạc tiêu hóa cũng chưa có hoàn chỉnh. Rồi. Và những cái chế phẩm mà khi bạn dùng cho đứa trẻ dưới 1 tuổi đó thường là ở dưới dạng đường uống là lỏng, tại vì nó kém, mặc dù nó kém chính xác về liều lượng nhưng mà nó được cái nó hấp thu nhanh. Và chúng ta lưu ý những cái thuốc có tác dụng phụ ở nồng độ cao và không hiệu quả nếu nồng độ đáy thấp nha, ví dụ như là carbamazepine và theophylline. Với trẻ sơ sinh thì qua đường tiêu hóa thực ra là nó hấp thu rất là chậm, nên là thường chúng ta sẽ sử dụng là đường tim, và tim ở đây là tim tĩnh mạch. Nhớ cái cô là thù đường tim thì chúng ta sử dụng tim tĩnh mạch. Có nhiều bạn nói là ủa sao em thấy là hồi bé tự nhiên em được tim mà tim bắp cùng mà tự nhiên giờ cô nói tim tĩnh mạch, thì lưu ý dùng cô mấy bạn đi tim bắp đó, là đi tim vaccine, còn cô là đang nói về thuốc điều trị bệnh. Hai cái khái niệm này nó khác nhau nha, nên là đừng có nhầm lẫn là cứ nói trẻ sơ sinh mà tim bắp thì không phải, tim tĩnh mạch. Tại vì sao? Vì cái liều hấp thu qua tĩnh mạch đó bạn khống chế được, còn cái lượng dịch của nó cũng ổn. Rồi với cái đường da thì có thể là những cái hấp thu dưới da đó thì đối với trẻ em mới dễ hấp thu lắm, nên là mình mong muốn tác dụng tại chỗ thì tự nhiên nó thành tác dụng toàn thân, nên là cũng không có mong muốn. Rồi
về đường trực tràng thì có thể được sử dụng, ví dụ như những cái trường hợp như là sử dụng paracetamol, chlorhydrat hay là diazepam và glycerin, đúng không? Rồi niêm mạc mũi thì niêm mạc nó mỏng như mạch máu, nên là những cái thuốc kê co mạch hoặc là hấp thu nhanh mạch có thể gây ngộ độc ở cái lứa tuổi này. Còn người ta lưu ý là những cái thuốc như là napazoline nè, ephedrine hay là pseudoephedrine thì không dùng cho trẻ dưới 2 tuổi. Rồi chúng ta coi về phân bố nha. Thì lượng mỡ ở trẻ em nó tương đối thấp và lượng nước nó cao, nên là bạn nào về nội em bé đi thấy da của nó rất là mịn màng, nó phúng phính luôn. Còn da mình giờ tự nhiên qua tuổi 25, 30 rồi đó, tối ngày nghe mấy cái bên mỹ phẩm họ cứ quảng cáo sao? Bạn phải cấp ẩm cho da, đúng không? Cấp ẩm cho cơ thể. Đó, nên là chúng ta sẽ liên lạc về cái phần lượng mỡ trong cơ thể. Đối với trẻ em, lượng mỡ này tương đối thấp và lượng nước thì nó cao, nên là giảm phân bố của những cái thuốc tan trong chất béo, ví dụ như là diazepam. Còn những cái thuốc mà nó tan trong nước nhiều thì nó có tỷ lệ phân bố trẻ em rất là cao. Và ở đây chúng ta nói về cái tỷ lệ liên kết với protein huyết tương của những cái thuốc. Khi nào nó tương đương với người lớn thì nó tùy thuộc đó là thuốc có tính base hay là thuốc có tính acid. Rồi một vấn đề nữa là chúng ta quan tâm đó là tính thấm của hàng rào máu não. Cái hàng rào máu não của bạn nó chặt chẽ lắm, trẻ em nó chưa có hoàn thiện đâu, nó rất là lỏng lẻo, nên là tăng nguy cơ các tác dụng phụ trên thần kinh trung ương nếu như những thuốc đó nó qua được hàng rào máu não. Chúng ta coi về cái thể tích phân bố thì nhớ dùm cô, thể tích phân bố của thuốc tan nhiều trong nước ở trẻ sơ sinh đó, so với trẻ lớn nó như thế nào? Nó cao hơn đúng không bạn? Bạn thấy đối với trẻ sơ sinh nè, tới tổng lượng nước của nó tới 85%, trong khi người lớn của mình có 60% thôi, dịch ngoại bào cũng vậy. Rồi chúng ta coi về ở đây cái thể tích phân bố, ví dụ như là gentamicin là một cái thuốc có tan dễ trong nước nè, trẻ sơ sinh đủ tháng đó, là nó 0.8, rất là lớn đúng không? Tức là lớn hơn nhiều so với cái tỷ lệ người lớn là 0.3, đây là 0.8 với 0.16 luôn nè, người lớn mình có 0.3, 0.7 nè. Rồi. Rồi đối với trẻ em trong cái quá trình chuyển hóa thì sao? Thì nói thẳng ra là cái quá trình chuyển hóa nó luôn lộn xộn vậy thôi. Tại vì enzyme monooxygenase nó chiếm khoảng 2-40% so với người lớn thôi. Còn những cái enzyme khác, ví dụ như là những cái enzyme khác đó, nó hoàn thiện khi trẻ trên 3 tuổi. Và tuy nhiên nó có dao động, nó có cái quy luật nội chung đối với cái phần enzyme này hết, nó lộn xộn lắm bạn. Nên là đối với thuốc mà liên quan chuyển hóa, một lời khuyên chân thành là nên chuẩn bị sẵn dược tư hoặc là BNF hoặc là AHFS để bạn có thể tra được cái chuyên luận riêng về cái thuốc đó. Rồi các bạn sẽ coi đây là cái phần mới sinh thì enzyme gan nó chưa phát triển, nó làm cho đứa trẻ đó có thể là ví dụ như là chúng ta dùng chloramphenicol nó gây đại hội chứng xám, hoặc là sau 4 tuần thì đứa trẻ này là phát triển nhanh hơn vì cái hệ enzyme. Cái tỷ lệ gan trên trọng lượng cơ thể nó tăng 50% so với người lớn là tăng chuyển hóa. Còn cái thuốc điều trị ở người mẹ kích thích enzyme trẻ sơ sinh đó, ví dụ như là barbiturat. Rồi chúng ta đến cái quá trình thải trừ. Thì một lần nữa nhớ dùm cô, gentamicin là thuốc tan được trong nước. Nên là bạn thấy không, đối với những cái trẻ mà nó sinh, gọi là sinh sớm, gọi là sinh non các bạn, thì ở đây nè, cái T1/2 của nó hoàn toàn nó có thể lên tới 18 giờ. Trong khi người lớn của mình T1/2 của gentamicin có 2 giờ. Thì nó kéo dài cái thời gian bán thải ra. Rồi chúng ta coi về cái mức độ bài tiết của thận. Thì ở với trẻ đây là GFA, độ lọc cầu thận nó theo tuổi, bạn thấy không? Trẻ sơ sinh đủ tháng nó từ 30-40 ml/phút, người lớn của mình cho tới 120-150. Nên người ta nói là cái chức năng bài tiết của thận á, nó đạt ở một mức độ mà nó xem được như người lớn là khoảng 8 tháng tuổi, tức là rơi khoảng phút qua đây nè, 8 tháng. Rồi chúng ta thấy phần tính liều, giờ trẻ em dùng liều như thế nào. Có một nguyên tắc nhớ cho mình ha, là trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ, nên là bạn đừng có lấy cái liều của người lớn là bạn để 5, để 7, để đôi gì đó bạn cho nó uống. Tại vì có những thuốc nó tính theo cân nặng, và có những cái thuốc nó tính theo tuổi, và những thuốc tính theo diện tích bề mặt cơ thể. Cân nặng thì nó phổ biến nhất, còn theo tuổi là trong trường hợp cân nặng nó bị thay đổi hay là không được đo. Theo diện tích bề mặt thì đây là những cái thuốc nó cần cái độ chính xác rất cao. Thường mà thấy là cái thuốc điều trị ung thư đó, người ta tính theo diện tích da. Là trẻ, những cái tác dụng không mong muốn bất thường của trẻ thì cái này các bạn tự coi thêm giùm cô nha. Cái này chúng ta học dược lý hết rồi. Rồi lưu ý, đây một lần nữa nhắc lại, trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ, và bạn cần chọn chế phẩm và cái đường đưa thuốc, ví dụ như là trạng thái bệnh, tuổi cũng như cái liệu pháp điều trị phối hợp đang tiến hành, cái thời điểm dùng thuốc thuận lợi, cái khả năng có sẵn cả dạng thuốc dự kiến sử dụng nhé, và sự tuân thủ về điều trị. Rồi ở đây có một vài cái lưu ý đối với những trẻ dưới 2 tuổi, dưới 6 tuổi và lựa chọn việc dùng thuốc thì lớp tham khảo dùng cô nha. Rồi chúng ta đến với được người cao tuổi, thì ở đó người cao tuổi các bạn chú ý dùng cô những cái phần sau đây thôi. Người cao tuổi họ dùng nhiều thuốc, cái đơn thuốc của họ tùm lum hết em ơi, tại vì bệnh lý nền nhiều lắm.
tự nhiên một người nào đó tới qua một cái độ tuổi nào đó có béo phì đúng không, có rối loạn về suy bít huyết rồi bệnh tăng huyết áp, bệnh đái tháo đường, cô chu ra rất là nhiều bệnh. Bây giờ nhiều bệnh như vậy thì đơn thuốc nó nhiều, nhiều thì tương tác thuốc cũng nhiều luôn. Cái chuyện thải trừ thuốc thì kém, tại vì gan thận lúc này nó đâu có được tốt với trẻ nữa đâu. Cái cơ chế hằng định nội môi cũng trở nên kém, và cái thần kinh trung ương nó nhạy cảm hơn với thức ăn thần, và thay đổi trong những cái phản ứng miễn dịch, nó làm tăng cái dị ứng. Có nhiều người tự nhiên hồi bé không dị ứng gì hết, tới già lớn tuổi rồi đó dị ứng đủ thứ, cái đó là do việc thay đổi trong phản ứng miễn dịch. Nên là có nhiều bạn nó ủa sao hồi đó ăn thịt bò được mà giờ tự nhiên nó lớn rồi qua bạn tuổi 30 40 tự nhiên dị ứng với thịt bò mà. Đó, chuyện đó là chuyện bình thường, nó vẫn xảy ra trong cuộc sống này. Rồi bạn coi về nhận thức giảm, tại vì nhiều khi họ bị mất trí nhớ, bạn uống thuốc rồi hay không cũng không nhớ, nhiều khi ăn chưa cũng không nhớ, nó dẫn đến quá liều một cách vô ý thức. Người cao tuổi dùng nhiều thuốc và chúng ta phổ biến nhất là thuốc lợi tiểu, giảm đau, an thần, thuốc chống trầm cảm và thuốc ngủ. Tại sao vậy? Tăng huyết áp nè, được không, dễ đau khớp nè, những cái bệnh lý thoái hóa khớp nè, rồi họ bị stress trong cuộc sống đó, nhiều khi là họ bị trầm cảm. Rồi đó là những cái vấn đề đó người cao tuổi gặp rất là nhiều, nên là thành thử đây là những cái thuốc phổ biến dùng ở người cao tuổi. Chúng ta điểm qua về cái phần dược động học, nhớ giùm cô là tăng lưu động ruột và giảm lưu lượng máu qua ruột dẫn đến hấp thu của người cao tuổi thì thật ra là nó có thể lúc tăng lúc giảm, nhưng mà về trọng lượng cơ thể là nó giảm, nhưng mà giảm chủ yếu là cơ, còn mỡ thì nó vẫn tăng nha, tức là giảm thì chỉ giảm cơ thôi, cơ thì rất khó tập để cho nó lên, nhưng mà thấy không, cái chuyện nó tụt là tụt dễ lắm, còn mỡ thì trường tồn vĩnh viễn luôn, mỡ nó vẫn tăng. Rồi cái lưu lượng máu qua gan nó bị giảm dẫn đến cái chuyển hóa nó cũng giảm luôn, cái nồng độ của những cái thuốc tan trong mỡ đó thì nó giảm, còn cái nồng độ của thuốc tan trong nước thì nó tăng. Tại vì sao? Chúng ta giảm cái thể tích mỡ xuống thì lúc này nó sẽ làm cái nồng độ này nó tăng lên, nó tỷ lệ nghịch cái nồng độ đúng không, thể tích nó giảm tỷ lệ nghịch cái nồng độ, cái này chúng ta biết rồi. Cái lưu lượng của máu qua thận nó giảm, GFR nó giảm, tức là tốc độ lọc cầu thận nó giảm, nó làm giảm thải trừ thuốc. Thì đó là ngày cái phần ở đây là cô để cho các bạn cụ thể về IDMA ha. Đó, như thế này. Hồi nãy có nói về giảm khả năng cân bằng nội môi đảo nghịch. Đây là những cái vấn đề gặp của bệnh nhân đây. Bị dễ hạ huyết áp, thấy đứng, dễ té ngã do mất thăng bằng, giảm điều hòa thân nhiệt, giảm trí nhớ. Đó là những cái vấn đề gặp khi mà cân bằng nội môi đảo nghịch hay bị giảm. Đây là những cái nhóm thuốc gặp ở người cao tuổi. Họ dùng nhiều những cái nhóm thuốc này, nó gây ra cái ADR tương ứng. Rồi vậy đối với người cao tuổi tôi làm gì? Chỉnh liều sao? Đối với thận thì theo dõi về cái gọi là điều chỉnh theo cái chức năng của thận, ví dụ như là điều chỉnh theo độ thanh thải của cầu thận đó đúng không, chúng ta hoàn toàn có thể điều điều chỉnh liều ở người cao tuổi dựa trên cái chức năng của thận cũng như là gan. Rồi đây là những cái bệnh lý mà chúng ta gặp ở người cao tuổi, thì ở đây các bạn hoàn toàn đọc được ha. Trong đây cô lưu ý cái vấn đề khác thôi, ít khác là gì, đó là người cao tuổi không có khát nước. Có nhiều khi em đưa nước cho ông bà em uống em không để ý, từ sáng tới chiều ông bà em không có cầm đi nước uống gì hết, mà hỏi khát không, không, tại vì do ít khát nên là họ không có nhu cầu uống nước luôn. Thường lỡ nhưng mà họ có sử dụng cái thuốc như là cochimoxazole, sulfamid hay là vitamin C liều cao đó, nó gây ra tình trạng là dễ nắng độc, gây sỏi thận. Về mình để ý ông bà mình đó, cái lượng nước uống so với cái người trẻ mình là uống rất là thấp, tại vì họ không thấy khát đây. Rồi nguyên tắc thì mục tiêu điều trị thì thôi, những cái nhóm người nhạy cảm này nó chỉ có một cái nguyên tắc lúc nào cũng phải nhớ thôi, hạn chế sử dụng thuốc nếu không cần, nếu như mà nó không thật cần thiết. Còn khi sử dụng, bắt buộc phải sử dụng thì phải hiểu rõ cái đối tượng này nó có những cái đặc điểm nào đó về dược động học, về dược lực học, và chúng ta có thể điều chỉnh như thế nào hoặc là lựa chọn những cái loại dùng thuốc như thế nào để đem lại cái giá trị tối ưu cho người bệnh. Thì cái đó là cái phần của dược sàng mình phải học nha. Rồi đó cũng là cái slide cuối cùng mà cô chia sẻ với lớp mình nha.